Âm nhạc mỹ hảo thuần chính từ thế giới Phật quốc vang vọng đến nhân gian, thiền âm tỏa sáng rực rỡ, gột rửa tạp niệm trong tâm. Hy vọng năng lượng thuần tịnh tường hòa của chân thiện nhẫn thông qua âm nhạc đến từ thiên thượng sẽ đưa bạn trở về nơi quê nhà xưa của chốn tâm linh. Các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, chuyên mục Thiên âm tịnh nhạc số 69, Đại pháp mỹ hảo. Pháp Luân Công còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là đại pháp tu luyện Phật gia. Kể từ khi truyền ra vào tháng 5 năm 1992, môn công pháp này đã được hồng truyền đến 114 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Ở bên ngoài Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công thường tổ chức các hoạt động diễu hành náo nhiệt do ban nhạc Thiên Quốc Nhạc Đoàn với khí thế hùng tráng dẫn đầu nhóm múa tiên nữ, nhóm chơi trống eo lưng, nhóm biểu diễn công pháp cũng như nhóm rước cờ đại pháp hồng truyền, hết sức long trọng và tráng lệ. Các học viên truyền đạt phúc âm của đại pháp đến khắp nơi trên thế giới, mong rằng sẽ mang đến cho thế nhân điềm lành, ánh sáng và hy vọng. Mở đầu chương trình của hôm nay, mời các bạn thưởng thức bài hát Gửi Phúc Âm. Hãy
Luân Đại Pháp lấy pháp lý chân thiện nhẫn để yêu cầu người tu luyện làm người tốt trong những người tốt, đồng thời luyện năm bài công pháp khiến người tu luyện đạt đến cả thân lẫn tâm đều khỏe mạnh, nhân tâm hướng thiện. Trên toàn thế giới hiện có hơn 100 triệu người mà cả thân lẫn tâm đều được lợi ích. Mỗi người thuộc các dân tộc khác nhau đều rất yêu thích môn công pháp này. Đồng thời, họ còn cảm nhận được sự mỹ hảo của Đại Pháp. Tiếp theo đây, mời các bạn thưởng thức nhạc phẩm Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp chỉ thẳng nhân tâm, giảng ra đạo lý tinh thâm nhất trong vũ trụ thông qua ngôn ngữ bề mặt nhất của nhân loại. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chỉ yêu cầu học viên chịu theo tiêu chuẩn chân thiện nhẫn được mô tả trong sách để yêu cầu bản thân. Thông thường chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, học viên có thể cảm nhận được cả tâm lẫn thân đều thay đổi rất lớn. Thậm chí một số người còn trải nghiệm trạng thái mỹ diệu, toàn thân nhẹ nhàng không có bệnh. Tiếp theo đây, mời các bạn thưởng thức bài hát Pháp Luân Xoay Tròn.
Các bạn đang tìm kiếm ý nghĩa đích thực của sinh mệnh và phương hướng phải không? Pháp lý chân thiện nhẫn có thể gieo hạt giống mỹ hảo nhất vào trong thâm tâm của bạn để nghênh đón ánh sáng và hạnh phúc. Đến với tiết mục cuối cùng của hôm nay, mời các bạn thưởng thức nhạc phẩm Khải Hoàng đầy cảm hứng nhé! Bạn thính giả đang nghe chương trình phát thanh Minh Huệ thân mến. Hy vọng thiên âm thuần chính mỹ hảo có thể khiến con người tỉnh giấc trong cõi mê trần thế, giải thoát khỏi danh lợi tranh đấu, nỗi khổ mê man, tìm lại ký ức xa xưa thuộc về chính bạn, phản bổn quy chân. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ ngày hôm nay. Thiên âm tịnh nhạc.